kính thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, và như vậy những không khí vui tươi, những phút giây ngọt ngào hạnh phúc đã được trở về tạm biệt quê hương bản đẹp nương xã Hồ La thành phố xa thương của chúng ta, và niềm vui niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi, gia đình ông Liên và cô với những anh Dũng và chị Phới. Các đại diện cùng tân gia ngày hôm nay đã lan tỏa tới tất cả mọi người. Vâng, và bởi nắng nóng đêm cao giạt rào tình yêu thương gắn kết, thì giờ phút này đây kiếp đồng hồ của ban tổ chức đã chuyển sang 11 giờ vâng rồi. Và như vậy đúng theo lời mời của gia đình chúng tôi, đúng 11:45 trưa ngày hôm nay, lễ mừng vui, lễ mừng đời đời khác của gia đình chính thức được bắt đầu. Chính vì vậy, rất là trân trọng kính mời các báo tin vui tới toàn thể quý vị, rất là trân trọng kính mời tới toàn thể quý cô, quý ông, quý bà, hoàng các bác gần xa và con đối xóm bạn bè thân thiết của gia đình, nhận được lời mời thắm tình của gia đình, nhận được gánh thiệp mời trao tay, trong trở lại trung tâm khán giả hạnh phúc của gia đình ngày hôm nay, để rất có nhận được tham gia tham dự chung vui với các thân mật, chúc mừng tới đời khác của mấy đại gia đình chúng tôi. Trong kính mời toàn thể quý vị xếp cùng nhau thật khẩn trương nhanh chân dọn bước của nhau được trở về được gần cuối cùng với gia đình tôi trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng nhau cùng nhau chờ vào khán giả hạnh phúc của gia đình vừa được sắp xếp ổn định cho ngồi, để tạo cho mình chỗ ngồi thật đẹp thật thư thái thoải mái của toàn thể quý vị, chính thức được khai tiệc mừng vui chung vui với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được chào kính mời và kính mời toàn thể quý vị. Tại vì giờ phút này cũng sẽ là chào kính mời ban lễ tân ban tiếp tân của gia đình, chúng tôi cùng bắt tay vào những công việc cần thiết của mình, sẽ cùng chuẩn bị với những chầu trà thiết nước cùng tiếp vào toàn thể quý vị khách quý, để quý vị cùng được nước với thuốc với trà, đều chờ đợi tiếp mừng vui, tiếp mừng tân khác của gia đình trong ngày vui ngày hôm nay. Xin được chào kính mời đến với toàn thể quý vị. Vâng, và giờ phút này đến khi chương trình để tiếp mừng cho gia đình khác của gia đình chính thức được bắt đầu. Xin được chào kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta, gia đình quý vị quan khách quý, chúng ta sẽ cùng gặp nhau tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, những ảnh đẹp nhất sắc nét nhất của đêm đà đạo kỷ niệm được chúc mừng với gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay. Cùng đó sự hiện diện của nhà nhiếp ảnh gia nhà quê Camera chạm chéo TV các cùng hàng trở về đây, sẽ cùng hàng đồng hành với niềm vui của gia đình, sẽ cùng ghi lại với những lần khoảnh khắc tuyệt vời, những ảnh đẹp nhất cùng chúc mừng gia đình trong ngày vui ngày hôm nay. Sẽ được chọn kính mời toàn thể quý vị sẽ cùng bắt tay vào những công việc cần thiết của mình. Sẽ được chọn kính mời toàn thể quý vị. Trên đây là comment kỹ năng hàng dương.
vui mừng, đồng nhiệt chào đón đến toàn thể các vị quan khách quý, quý cụ, quý ông, quý bà, hoàng các bác gần xa và con lối xóm, bạn bè thân thiết của gia đình đang cùng nhau có mặt tại khán giả hạnh phúc của gia đình chúng tôi trong ngày vui ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi, MC Lèo Lo, MC Thúy Lan sẽ được thay lời cho gia đình, sẽ được gửi tới toàn thể quý vị một lời thăm hỏi ân cần, một lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất ạ. Vâng, và ngay sau đây không để quý vị chờ đợi lâu thêm một phút giây nào nữa, chúng ta sẽ cùng chào đón ngay lên sân khấu đại gia đình hạnh phúc của chúng tôi. Xin chào kính mời ông Liên, bà Bun và với anh Dũng, chị Vợi cùng với các con các cháu, chúng ta sẽ cùng nhau đại diện cho gia đình cùng bước lên sân khấu để làm lễ diện kiến toàn thể quý vị trong ngày vui ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và khí thức thân thể quý thân mến, như vậy là những nhân vật quan trọng, những nhân vật đã cho chúng ta có chung lý do để cùng nhau trở về đây tại bản Thiên Đưa xã Hồ La của thành phố Sơn La, để cùng nhau trở về chúc mừng cả gia tài các gia đình ông bà, ông Liêm, bà Bôn với ông Vi. Vâng ạ, một lần nữa thì cho phép ban tổ chức chúng tôi cũng như đại gia đình để bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đối với thể vì cùng nhau trở về với đại gia đình hạnh phúc chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất trọng kính mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng nhau cúi chào một cái cúi thật sâu thay cho lời cảm ơn chân thành nhất đi ạ. Và cái cúi chào xin phép được bắt đầu. Một chào mừng thân lớn của quý vị, chúc mừng nha, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Với những gia đình quý vị, các vị thân mến, phải nói rằng là ngày thao thức bao năm mãi đợi chờ, hôm nay thì sung sướng nữa nhìn mơ, bầu trời êm ả xanh không tưởng và mảnh đất của bạn lại đưa chúng ta thì đẹp nên thơ. Ngày hôm nay ngày thật đẹp tháng thật lành, ngày 27 tháng 6 năm 2024 đến ngày 22 tháng 5 năm Giáp Thìn là một ngày lành tháng tốt được gia đình chúng tôi lựa chọn được ngày đẹp nhất để cùng long trọng hoa vui khói nổ tưng bừng ăn mừng cho ngôi nhà mới của mình được làm xong chính thức được bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã thật lớn để chúc mừng nhà quý vị ơi. Chúng ta trân trọng kính mời đại gia đình chúng ta cùng nhau niềm nở những nụ cười thật tươi đi ạ. Muốn mừng cận đây tây hiền này em ơi, vì đâu nghe yêu cần có mưa cho mừng ở của mẹ em cánh ba đông bảo mới đi đại lang đi phân phối mất ba mẹ ơi. Xin chào, cảm ơn những chào mừng thân lớn của toàn thể quý vị, chúc mừng gia đình trong ngày vui ngày hôm nay. Với kính chào toàn thể quý vị khách quý thân mến và quả đồng xanh lạ, gia đình là nơi hạnh phúc được bắt đầu và ở đó tình yêu không bao giờ kết thúc và cuốn theo dòng chảy của thời gian. Sống trong cuộc đời này ai cũng hằng mơ ước sẽ có cho mình một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thế nhưng để làm được điều đó thì cần rất là nhiều yếu tố và một yếu tố thiết thực nhất cho cuộc sống của mỗi con người chúng ta đó chính là ngôi nhà. Ai cũng hằng mơ ước sẽ có cho mình một ngôi nhà thật là khang trang, có tiếng cười đùa của trẻ thơ và bếp lửa hồng ấm áp, đúng không ạ? Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đại gia đình phúc của chúng tôi, gia đình ông Liên, bà Bun cùng với anh Dũng và chị Với, thì sau nhiều năm chung sống với nhau thì ông bà anh chị đã gắn bó với nhau bằng một tình yêu chung thủy cùng với sự nỗ lực cố gắng không biết mệt mỏi của mình trong cuộc sống. Để rồi ngày hôm nay ông bà anh chị đã thực hiện được ước mơ mong mỏi của mình, đó chính là xây dựng được một ngôi nhà mới thật là khang trang, một ngôi nhà mới, một không gian đẹp đã được mọc lên tại bản Mẹ Đưa xã Hồ La thân thương của chúng ta. Và niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi được nhân lên rất nhiều khi giờ đây đón nhận được những tình cảm thân thương yêu quý của toàn thể của vị. Chúng ta không một ngày đường xa xôi cùng nhau được trở về đây thân thân tham dự chúc mừng gia đình trong ngày vui ngày hôm nay để thể hiện tình cảm tổng suất đặc ơn của gia đình đối với toàn thể của vị. Thì ngay giờ phút này vâng xin là trân trọng kính mời ông Liên ơi, chắc chắn chúng tôi sẽ có những đôi lời phát biểu cảm ơn đến toàn thể của vị, đúng không ạ? Xin trân trọng kính mời ông ạ. Chúng xin học xin mời xin mời bà mẹ phía đồng hơi nọ sang bón thêm sửa xung khỏi bà mẹ đi qua cửa trường. Hiện xin mời xin mời bà mẹ phía đồng khỏi cửa muôn mưng bắt chân muôn hả thêm sửa xung khỏi của bà mẹ ơi cửa lăng muôn bác của bác sư là bà áo khót trở lại của bà mẹ ơi. Bà tổ chức xung đồ xung làm đầy tàn nả tàn tàn cho em sửa xung khỏi đầy tàn nả thờ phố mẹ ải em để phá hợp tinh lại bà mẹ phía đồng phát ra nền của bà mẹ ơi bà mẹ phía đồng ngay. Các đình còn chưa chích đâu là còn chích sáu phép xin mời xin mời bà mẹ phía đồng tên bố đầu ban khẩu nọ. Chích cái lại của mẹ phía đồng hạt sườn. Chà bà sắc nhân dạo xả phá ải êm ý ai này qua. Chà
ba mày hết đó, đó hết bọt. Các bạn sẽ bọn hãy em tên hơn và bà cho em tiền em thấy. Em ngay bọn bà ứng sợ bọn tì. Chứ mà bị vượt bên đi qua và cho bị kiến tên tốt. Mày có bọn ngập cái đường. Thường căn kiểu trộn hao phòng kính. Tôi xin còn làm rẻ thức đền tập nơi thùn. Buồn sợ bên chị hẳn đi mưa nào. Tôi phóng phả nhà thường chứ đại tướng tên phòng bạn nam sư mây. Chứ cả sao bọn hãy em qua chẳng chỉ xa là kiếm. Kém mày nhấp tập phát cầm. Kém mày căn lại cùng phát thủ của ba bà ứng. Chứ năm chẳng đẩy có. Chớ làm cả chán đầy nhau xe tàn xa mất tài, đầy bó xe tài tàn đàn mất còn. Anh ta xe cồn ba trộn phòng cũng có nào phòng. Nếp lá ngồi xì bằng có mi nò. Chứ bảo này em chán đầy về hà mưa đằng bò đơn mưa nặng trăng. Hà mưa chán đầy mưa đi xe tì bó mi rằng khe phòng. Chẳng có ai có năm mất trời lại không. Chẳng có đông cánh tà mất vốn sầu mà. Đầy bó xe chàng tà mất giày bó tay mất tặng. Có bảy bông hiểu chợt ngăn. Cái này chẳng phết hơn là mẹ đầy hơn giày mẹ thảm. Có ba vắng và mẹ kia đồng nò. Mình đi qua cả chẳng hà đầy mưa đi bên trăng. Mưa sẵn bên chết mưa mà vườn tè. Mưa sát chết cầm vườn hốc thì sóng phân phải xa xí. Món này còn em tay lên cả chẳng đầy là hát từng bớt nôn là con cực nó rú. Cái đi ấu nơi cực bớt mà mơ tè. Thầu kế cực bớt mặn mơ dân. Cần bớt rú ẩu hằng cực bớt mặn ẩu phòng. Mơ xính hằng trong mơ phòng hằng giàu. Mơ thứ hảo thì anh đành lại khuất bớt bì. Hay chẳng chết bệnh nhân làm gì bỏ mi chơi chai tè na sư mây. Sống mơ mơ cực chẳng đầy cảm bên tương lại. Còn mẹ kỳ đồng sống bạn sẵn na. Lại huyền đại xã thành niên những chơi đại bạn. Sau bọt bò bò nghe cả hạt cọc tên có bia băng cằn. Dòng dân tâm lượng hạt đại phùa cả đại tan mất đủ mất đông. Mất nàng tàu số 10. Trong một nước nhà lại tàng xuống cho chuyên trường xung khỏi. Cái đi có bơ mi sẵn hẳn xưa. Lệ tàng nào chuyên trường xung khỏi của ba mớ. Để trước mai tương lại bò mẹ kỳ đồng sống hạt trên bản xuyên. Mân tì giả khẩu, hư khẩu hương về đi. Nhân minh của hai tan trả khổng đuống. Và bà chuyên xuyên xả đại lên xuyên mày em có mê kỳ đồng đó. Vâng, xin cảm ơn tất cả các tay thân lớn của toàn thể quý vị. Chúc mừng gia đình trong ngày vui ngày nay. Xin các toàn thể quý vị, ông bà ta thì thường có câu lời rằng thuận vợ thuận chồng thì các biển đông cũng cạn đúng không ạ? Đàn ông xây nhà, đàn bà xây cổ ấm, có an cư thì mới lạc nghiệp. Ngôi nhà nó không chỉ là nơi để che nắng che mưa, ngôi nhà nó còn là minh chứng cho những thành quả lao động không biết mệt mỏi của chính con người chúng ta. Và ông bà anh chị đây một minh chứng cho những điều tuyệt vời như vậy. Chồng thì vất vả, vợ lo toan, họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Để rồi chắc chưa từ đồng một thì ông bà anh chị mới thực hiện được ước mơ của mình như ngày hôm nay, đúng không quý vị? Những toàn thể quý vị chúng ta đã thấy ngôi nhà của ông bà anh chị được thiết kế theo kiểu hiện đại, biệt thự, nhà vườn, mái thái rất là sang trọng và hoành tráng đúng không ạ? Và có giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng quý vị ơi. Và có lẽ rằng có những con người làm hết cả cuộc đời của mình cũng khó có thể làm được đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau nổ vang chẳng một đất thật lớn để chúc mừng gia đình bạn ngày hôm nay nào quý vị ơi. Một đất thật lớn để chúc mừng đi ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cũng xin cảm ơn sự chung tay giúp sức đến những người nhà người thân bà con tới xóm đã giúp gia đình hoàn thiện được ngôi nhà để khai trang như thế này. Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn các bác thợ xây mà bàn tay khéo léo của mình bằng sức mạnh của mình đã giúp gia đình hoàn thiện được ngôi nhà để khai trang như thế này. Thế này xin được cảm ơn rất nhiều. Vâng, và để cùng chúc mừng gia đình cho ngày vui ngày hôm nay thì tôi sẽ có những món quà giá trị nhất, tuyệt vời nhất dành tặng cho gia đình cho ông bà trong ngày vui ngày hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời bước lên sân khấu món quà của gia đình cháu Thúy Vân ạ. Xin trân trọng kính mời gia đình cháu Thúy Vân sẽ cùng là vui mừng ở lên đồng thời xinh tươi nhất bước lên sân khấu để kiểm tra món quà tuyệt vời nhất của mình dành cho ông bà trong ngày vui ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Trân trọng kính mời gia đình cháu Thúy Vân sẽ có món quà để gửi tặng đến cho gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay đúng không ạ? Trân trọng kính mời cháu Thúy Vân sẽ di chuyển bước đến sân khấu để trao món quà cho gia chủ chúng tôi. Trân trọng kính mời. Vâng, rất tuyệt vời. Chào tất cả quý vị, tôi được chứng kiến một món quà giá trị tuyệt vời đến từ gia đình cháu Thúy Vân bằng bó hoa tươi thắm rất to rất đẹp. Vâng, những bông hoa hoàn toàn là polymer đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn tình cảm của gia đình cháu Thúy Vân rất nhiều. Vâng, xin được chúc mừng ông bà. Thay lời cho ông bà xin được cảm ơn đặc biệt tình cảm thân thương của gia đình cháu rất nhiều nha. Và kính thưa toàn thể quý vị, gia đình của chúng tôi, gia đình cháu Thúy Vân thì xin được gặp tặng những bó hoa tươi. Còn mẹ kia đồng ơi, góp bác tặng một trời khái đầu hàng hòm tẹp chén. Bên nhau chén lẩu trông mơ mưa, tây ơn sườn xung khỏi tăng sân khấu. Còn mẹ kia đồng ơi, lấy cảm ơn tên lại còn mẹ kia đồng nỏ. Dạ vâng, để cùng chúc mừng gia đình thì ngay giờ phút này sẽ là chào kính mời lại gia đình hạnh phúc của ta sẽ đón nhận lấy những chén rượu mừng nha.
Và mỗi ngày một chén chào mừng sẽ là trân trọng kính mời. Và toàn thể quý vị chúng ta cùng trở về đây để chúng ta cùng nhau được vui mừng chúc mừng cho gia đình ông bà được tấn lộc tấn tài đấy không ạ. Rất khó có thể gia đình chúng tôi tiến chân đến tiền mặt tình siêu được cảm ơn tấm chân tình toàn thể quý vị được. Chính vì vậy chúng ta sẽ cùng nhau chung vui với gia đình trên sân khấu này và một chén rượu mừng nha. Và MC cũng xin phép được có phần. Chúng ta sẽ cùng nhau rót thật đầy, thật tràn chén rượu của mình được không quý vị ơi? Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị ạ, rót thật đầy, thật tràn chén rượu của mình ạ. Và chúng ta sẽ cùng nhau vui mừng, đồng loạt nâng thật cao chén rượu của mình lên được không quý vị ơi? Và xin mời đại diện hạnh phúc của chúng ta cùng nâng thật cao để mời đến toàn thể quý vị đi ạ. Và xin mời toàn thể quý vị ạ, hãy giơ thật cao chén rượu của mình lên được không ạ? Toàn thể quý vị đang ở bên dưới cũng nâng thật cao để cùng chúc mừng gia đình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin mời. Đồng loạt, đồng kèo nha. Chúng ta sẽ cùng nhau vui mừng nâng thật cao chén rượu của mình lên. Vâng, xin mời ạ, quý vị ơi. Cả nhà mình ơi. Ơi bé ạ. Cao lên một chút nữa. Quý vị ơi. Cả nhà mình ơi. Ai ba sao. Ai ba sao. Ai ba chúc mừng tân gia đại cát. Vâng, xin mời toàn thể quý vị. Xin mời đại diện hạnh phúc của chúng ta. Hào hoàn nâng sức mạnh, xin mời sức bóng, sức mẹ nâng vào cán. Chúc cho mẹ khỏe, sức khỏe, nâng vào mẹ phía nào nâng. Xin chào, kính mời đại diện hạnh. Chúng ta sẽ cùng về với vòng tay yêu thương của toàn thể quý vị. Hãy tiến chất đến từng bàn tiền siêu. Cảm ơn tấm chất tình toàn thể quý vị trở về đây. Với đại gia đình thân thương của chúng ta ngày hôm nay, rất là trân trọng kính mời. Xin thưa đại, bảo vệ tiền lòng xương. Mời cho đây là bạc tổ chức xuân bí xuân là đại quốc tinh lạc. Thank you.
Oh,